chào mọi người. Ngày hôm nay thì Park TV lên Đà Lạt quay. Đi hồi lúc 12 giờ tối hôm qua là đi đến đây là sáng. Sáng xong vừa đến nơi là phải quay luôn. Nhưng mà vừa ra đến điểm quay thì trời mưa. Giờ anh em đang tìm cái chỗ để trú mưa, tại đông người lắm. Mà cái xe 50 chỗ thì hư giữa đường rồi. Giờ không còn xe để trú mưa, giờ mọi người phải tìm cái nơi trú mưa, tìm nhà hoang để mà vô trú mưa. Thì có một cái nhà hoang ở đây. Anh em là quyết định có mưa thì chạy vô đó trú. Nhìn cũng hoang lắm. Phương cực kỳ thích Đà Lạt. Thích ở trên đây nha, chứ quay trên đây thì cực lắm. Quay trên đây trời mưa, rồi vô rừng quay thì mấy con dắt nó bu, nó cắn, nó hút máu tùm lum. Nhưng mà không khí trên đây thì thích. Nếu mà có điều kiện là sau này Phương sẽ mua một mảnh đất ở trên đây để mình lên đây sống, trồng cây, nuôi cá, rồi phải nuôi chó nữa, chó cho chạy vòng vòng chơi. Thì mấy anh em đang mặc áo mưa vô để mà tránh những cái cơn mưa. Ủa, áo mưa của anh Phương nè, anh Phương con nào đưa cái nào đâu. Trời sao lúc nãy đưa xong kêu thôi anh không mặc đâu. Ai đó không mặc hồi nào? Em là người khác nè. Thôi anh Phương mặc áo nè anh Phương ơi. Thôi anh Phương mặc áo rồi đi anh Phương ơi. Này mình vẫn làm anh mà nhường áo mưa cho mấy anh em. Mình ướt thì được chứ để cho nó ướt không rồi. Hồi nãy mới đưa áo mưa cho anh Phương kêu không có mặc mấy mọi người ạ. Anh Phương thương mấy anh em, anh Phương không mặc để mấy anh. Mà trong khi đó áo mưa ở trong xe đàn còn cả mấy chục cái trọng á, đưa cho anh Phương không chịu lấy. Xong rồi anh Phương đổi thừa cho là nhường lại cho mấy anh em mà. Chẳng qua là đưa không lấy chứ không phải là nhường cho mấy anh em mấy bạn. Áo mưa còn một đống nữa nè mấy bạn. Đưa không mặc xong rồi đổi thừa mấy anh em không cho anh Phương mặc áo mưa. Chẳng thật mưa quá hết đây. Như là chạy tị nạn vậy. Thì đạo diễn Trần Đức Viễn, thì bây giờ với không khí trời mưa thế này anh có cảm nhận gì khi mà ngày quay trên Đà Lạt như thế này? Cái này cũng dự đoán trước rồi nên mọi người đang chuẩn bị nếu mà sẽ quay luôn dưới trời mưa nhỏ như thế này, chứ nếu mà đợi tạnh hẳn thì chắc về tới Sài Gòn cũng như chưa được quay. Rồi mình sẽ dòng mưa quay luôn. Không khí đứng như là chạy trị nạn vậy. Ủa? Alo? Có chừng đụng mi kiếp ông bể trong nha. Để giờ anh chàng Linh cho mày. Là khi mà quay phim thì phải có một cái bộ phận âm thanh đi theo làm tiếng để thu tiếng. Anh em đoàn phim tới nơi rồi thì mới biết là âm thanh đang ngủ ở nhà. Cách đây cũng hơi xa. Do mình không kêu, người ta không biết, ngủ. Hello kênh Tuổi Trẻ Chia Sẻ Sự Đời. Tại là đang ở Đà Lạt, mưa anh em vào nhà hoang. Nhà hoang này quen với anh Thái lắm rồi đúng không? Ở đây là quay rất là nhiều. Một cái là quay chỗ Lan Hương trong hai team. Cứ ngủ quên. Một cái là quay zombie. Cái phòng trên lầu rồi còn cái bối cảnh rất là quen đâu, tại vì đâu có đàm đâu, cái lúc em lên đưa ngồi anh Phương dạng nhà vậy là quay ở đây rất là nhiều dạng nhà vậy. Có kêu cũng có quay cái MV Tâm Ma đây. Trong khu này coi dự báo thời tiết chưa? Coi rồi. Gọi lại. Mưa là 46%. Anh Sang gọi chưa? Giờ mưa là 1 giờ. Nhưng mà nó lại đều. Không lớn, nó cứ vậy hoài mà. Đặc biệt là mây là 99%. Mây là 99% là không có nắng. Cái gì nó mới chọn nó không vậy? Nó tưởng nó nhỏ là nó không biết. Cái sao nó biết không tán là gì? Thì có ai nói nên biết mà sao nó không tán ạ? Thì nó tự nó kêu nha. Đánh tan nó kêu là nó qua nó coi chút xíu vậy. Thì nó nói ai? Nó không phải nhỏ đâu. Chứ vậy nó không nhỏ nó lớn nữa. Thì nó lớn tôi.
chuẩn bị làm cái đạo cụ để đi quay. Mưa thì là cứ mưa ngày là cứ mất một số tiền khá lớn, mưa ngày là mất một số tiền khá lớn. Mình lên trên đây chỉ có 3 ngày thôi, mưa kiểu này là tiêu luôn. Đây ngay cái mưa bão ra đường không sáng với không bào được cái gì ăn chứ, phải order cơm về ăn, cơm không được ngon cho lắm, gán nuốt. Vinh Thái rồi với mấy người kia rồi đi ăn lẩu, ăn hải sản, ăn đồ nướng rồi coi là anh em mỗi người cách sống. Khi nãy mình cũng quên người ta không gọi mình vậy không. Sáng giờ gọi anh em ở Đà Lạt không nghe bắt máy chứ, làm như biết mình lên đây đòi chứ. Ngày mốt rồi mình cũng nhờ người gọi, nhờ người lấy số lạ gọi. Bỏ lên. Bắt rai cho ra luôn. Cho thằng Phương Tôn vô. Cho thằng này ra đi. Coi có nào thế không? Trận này có vẻ căng nha các bạn. Thôi thôi ngồi với em nữa đây. Mì người ta hậu gì đây. Thôi bỏ bỏ bỏ. Người ta làm trước rồi. Ra đây tí trước nãy. Hay luôn. Bắt tay hả? Bắt tay nha có đi. Đúng rồi. Trong lúc giao bảo. Bắt tay rồi. Bắt tay. Đâu trong này ai fan pháo thủ, ai fan pháo thủ? Fan pháo thủ, fan pháo thủ. Fan pháo thủ. Fan MU đâu? Bên kia. Bên kia có nhà dọn đó kìa. Đâu fan MU. Ôi em vô. Nè ông được đụng nè. Quá sợ bị. Tấn đầu. Ê chuyển người là lúc nào vậy? Chuyển người là lúc nào? Đầu á, không nhớ, lâu rồi cũng chơi. Cái ma này mà lỗi gì? Cậu lỗi hả? Trời ơi má. Đúng lỗi luôn á. Ôi. Lên. Ôi phạm lỗi rồi. Ôi né né nữa né nữa. Đó. Đi xuống. Ôi ôi trời ơi. Hay quá anh đây. Sẽ nữa là một pha y chang cấp hot tối đá vô. Và gì? Đây, đây. Đó. Trời ơi. Cái tiền vô được rồi. Cái này trời. Nó có đang tập hiệu. Có nút dùng á. À. Ờ. Đã gì chết luôn. Nút dùng. Nút dùng. Đưa cái mặt đây. Đưa cái mặt đây. Vì ta là căn bản thôi. Có tập nhẹ nhàng là được rồi. Đâu cần quyết định căng quá. Chuyện đồng đội quá trời. Trời ơi. Ôi. À sao sao. Dạ.
Đá trước đi, đá trước đi, đá trước đi. Làm trái giống qua nè. Trời ơi, chuyện xem này dở quá. Có rút ra người không? Trận này mà 10 phút rồi rộn quá, tôi thấy đó. Có nói gì không? Có nói gì đâu. Mấy này đá ăn con trái rồi làm cái gì mà nó vui, nó mừng dữ. Rồi đây Long ơi. Thôi mọi người chơi nha, mọi người chơi vui nha. Tôi lâu lâu tôi vô đây hồi đó không chơi vô thử cái game này nó chơi làm sao thôi. Tính ra cái game này cũng dễ chơi quá chứ. Cái này game này dễ chơi quá. Nãy rồi tụi nãy tưởng Vinh nó chơi hay áp lực lắm chú bộ, nãy vô áp lực ghê luôn á, sợ thua nó nổ. Hên mình thắng thì hai bên hòa khí với nhau được. Vinh ơi. Ủa Vinh, ở trong đó có hồng ngon lắm á, ăn không? Ờ anh đi tới rồi quẹo phải xíu. Đâu phải nha. Tại sao cái đường này ở trong này nó dễ như vậy mà em chỉ anh nãy giờ anh chưa tới được ta? Thôi để tôi chỉ cho. Thôi được rồi, nó chút máy. Phải gọi lại nó. Alo. Ở trong trên cái đồi á, đồi Huy Hoàng á, anh biết không anh ơi? Chợ tốt. Khu chợ tốt, ừ, đồi Huy Hoàng. Huy Hồng này ngon được nha. Anh giữ máy nha, anh giữ máy nha, anh chạy đến đâu anh tả ngoài nhà đó rồi em dẫn vô. Được kỹ rồi. Được. Nghe giọng lạ nó không có tin cậy, nó không có giao. Thôi chỉ tiếng rồi tôi vô. Để cái này nó khó quá nè. Rồi nha. Rồi. Rồi ra quen nó vậy, quen mình nó rồi, biết nó xạo. Cái quen không có quen đá tay cầm, má quen đá phím mà mình tuyển thủ mình đá phím. Ủa má đưa tay cầm cũng còn cặp luôn á. Mà mối thâm thù của cậu với lại Phương xưa giờ là sao? Này, mỗi thằng mê một đội đó, rồi mùa nào ngon thì kia đụ má trốn. Bây giờ là Phương đang trốn nè. Ở ngoài đời hiện là MU đang xếp đâu cái vị trí thứ 10, thứ 11 vậy đó. Mới thắng được trận chứ 12 thôi. Em nghe nè. Cái nhà gói đỏ ở đây nhiều lắm. Ui. Anh có cái gì đó, nó chính xác không? Cây cột điện. Có một cây cột đèn nó có cái đó. Anh hoành lại giúp em, anh để quên đồ rồi hả? Giờ bây giờ lấy đồ đúng rồi, đúng cái chỗ rồi, anh đúng rồi đó. Nhưng mà anh phải về lấy đồ hả? Rồi. Giúp em đi chợ sáng giờ thiệt luôn á. Anh bên nào vậy? Anh bên đội nào vậy? Rồi vậy nha. Cái lồng má đúng đó luôn. Đúng đó đi. Cái này không phải là tiệc tùng gì đâu. Nãy hồi chiều tôi đang ngủ là ông Long ông ngồi vậy, ông thu một người 200 ngàn. Ông thu một người 200 ngàn, biết bao nhiêu con người ta ở đây, khoảng 40-50 người là biết bao nhiêu tiền. Nè khẩu phần ăn nè. Đúng nguyên của trận. Cái này là cái tội không đặt cái nhà chủ việc á. Ủa Phương em nói gì Phương? Đúng 200 ngàn. Còn 200 ngàn thì vô ai hả? Anh không có gì để ăn nè. Anh đóng tiền hả? Cả cuộc đời dành để đi vào người ta. Mà giờ đi vào là đó, nhìn khẩu phần ăn nè. Miếng bún còn cơm chỉ miếng thịt 200 ngàn. Biết bao nhiêu con người đó. Mấy chục con người ta còn tết trong kia, không có đồ ăn ngồi ở trong kia, trong nhà nữa kìa. Là thu đây 10 người là 2 triệu, thu cũng cỡ 10 triệu á. 10 triệu bạc mà mua cho anh em ăn gì. Anh em mình là người đi mua luôn á. Thì đó. Đó nhìn, mình cứ lông mà cắn cò trong đó chắc mình dưới mình hả hơi lời trong ít nhất cũng 4-5 triệu.
đồ hồ đúng vậy. Làm món gì anh Long? Đồ nướng. Anh em chợ chiến nha. Đồ nướng này đâu mà có anh Long đãi sao vậy? Có đâu, không có thằng trăm ngàn ăn thì đâu đãi. Từ từ đi. Mỗi người 200 ngàn mà giờ tuần tích nói cần 100 ngàn. Cắn thì cắn mấy đồng tiền đó cũng cắn được. Ủa anh, có anh em nào bên Kinh Trần Long ở đó? Trời ơi, phải bên chứ trời ơi. Anh em buồn vô cậu chứ có ăn uống gì đâu trong này đâu à. À đúng rồi, anh Kinh làm nó không sai. Thiệt chứ. Nó chỉ có chuẩn thôi. Bầu lên lấy máy đâu mà. Dưới 200 ngàn đó tôi thể vô quán phở hoặc quán gì đó tôi ăn, tôi có bàn, tôi ngồi có nước uống, tôi phải đứng là giúp chơi giúp dưỡng vậy đâu. Anh nói gì vậy Long ơi? Nè, tôi không ăn có tôm, tôi ăn vỏ không nè. Mà tại sao mày đóng nhiêu tiền mà có vỏ không vậy? Không biết nữa, sáng anh Long có tiền mà lỗ thu của thằng nào thu giùm á. Này chỉ lại ăn ké thôi. Vậy mày phải coi là anh Long của mày rồi. Không nhưng mà sáng em Trần Long hay người nào? Trần Long là chung cái lúc lừa đảo đó, là chung cái mèo mình đó. Ông Vi Lão, Trần Long Vi Lão nha. Đó, tôi tiền nhiều lắm, tôi phải bỏ tiền túi tôi ra, tôi mua cái hai cái nồi lẩu gà đã dây này để cho mọi người ăn. Thôi anh em qua ăn này đỡ đấy đây. Bên đó tôi. Bây giờ mấy cục thịt gà này mình 200 ngàn hả? Mấy miếng đồ nướng cho người 200 ngàn thu cũng gần 10 triệu, mua mấy nồi nướng giỏi lắm 20 triệu rồi. Mấy mua tự mua gì tôi quay lan rồi đó. Anh em quay lan cả tiếng không mà bạn? Quay lan cả tiếng rồi đó, đóng cái tiền có luôn. Không có nước uống nữa. Không bể bể chuyện gì bể chứ bào lên là chắc cú á. Không gì mà không. Ủa cái đó lông hài vậy? Cái đó tao chỉ bào thôi, còn đó là ăn chặn tiền của anh em. Đúng không? Đấy mình phải rõ ràng đúng không? Phải rõ ràng cái nào xin xin, cái nào mình lấy tiền xin báo của anh em. Quay phim quay nhiều như vậy thì phải phạt nhiều vô. Dồn vô. Dồn em ơi. Ơi chưa cũng. Dạ dạ dạ. Ly ông đi ra chỗ đó. Vô ai bạc vô. Ông cũ quay đang hậu anh em. Anh Long cho em cục nãy đi anh Long. Ngủi ơi, ngủi ơi. Thước nước. Không sao, không sao, em xin gì bộ. Đây đủ gì, 200 ngàn. Chị Bi ơi, chị Bi uống được chưa? Đúng 200 ngàn rồi. Chị Bi uống được chưa? Cho coi, đây. Đây, chị Bi uống được rồi. Ngon lắm đi Bi ơi. Mày nước khoai lang gì ở ngoài đi, khét nghẹt, nó cháy hết vào trong sống nhăn. Còn ăn cái gì vậy? Ăn được ăn, mang được thôi, về đi. Dạ coi, ăn được không? Chứ bếp là Alin ơi. Ủa, có nước khoai lang nấu. Ai nước? Nước thịt mà. Ừ quá vậy. Sao đang cận đại. Nướng gì có tâm chứ xíu. Má dục này dục bờ dục bụi đó rồi. Được kêu người ta ăn. Đây là đang quay ở trên thung lũng vàng. Thì một cái kinh nghiệm mà đi quay ở trên những vùng này á là chúng ta nên mang những đôi giày rẻ rẻ thôi. Những đôi giày màu đen thôi, tránh tình trạng dơ, mặc đồ tối màu thôi. Còn những thanh niên mà chưa trải sư đời á, là giống như nhóc lôi trôi kìa, mấy sợi tóc bên kia kìa, mang giày trắng, mặc nguyên bộ đồ trắng, lên ngồi xương đồ nước đồ sình dơ một chút rồi, chiều rồi coi bộ đồ ông xương như thế nào. Chơi anh em mới.